Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bài tập toán lớp 1 cánh diều. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 6, số 0. Bài số 1 nấu theo mẫu. Đây là số 3, 3 trái thiên đĩa, 1, 2, 2. Nên nấu với lại số 2, 1 trái là nấu với số 1. Cái này không có trái nào hết, ta nấu với lại số 0. 1, 2, 3, 4, ta nấu với lại là số 4. Rồi, viết số 0. Rồi, viết vài con số thôi. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Sáu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bông hoa. 1, 2, 3, này 3 bông hoa. Này không có bông hoa nào hết, ghi số 0. 1, 2, 3, 4, 4, này là 1. Cái này là không có cái nào hết. Cái này là 1, 2, 3, 4, 5. Cái này không có. Cái này là 1, 2, 3, 4. Cái này không có cái nào hết. Này 1, 2. Cái này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 4. Tô màu vào số hình tròn cho phù hợp theo mẫu. Đây là số 3, chúng ta sẽ tô 3. Bài tiếp theo, cái này là 4, chúng ta sẽ tô là 4, 1, 2, 3, 4. Này là 2, 1, 2. Này 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nhà tô hết luôn. Này không, không có cái nào hết thì khó tô. Bài B, vẽ số chấm tròn thích hợp theo mẫu. Này là 3, ta vẽ 3. Này 1 thì chúng ta vẽ 1. Này 2 thì chúng ta vẽ 2. Này 4 thì chúng ta vẽ 4. 1, 2, 3, 4. Này 5 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Này 6 là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Này 7 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Này 8 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Này 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bài số 5. Bài số 5 thì chúng ta xem. Đây là cái này là 1, 2, 3, 4, 5 người. Cái này là 1, 2, có 2 người. Cái này là 1, 2, 3, 4 người. Này có 1 người. Cái này không có người nào hết. Cái này là 1, 2, 3 người. Ghi số 3. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.